Cả nhà nhìn thấy đẹp không? Nhìn thấy tuyệt vời không? Cái này thì thưa với cả nhà nhá, bây giờ nó ra hoa mọi người ngắm xong, sau bắt đầu đến tầm Tết nó lại ra một lượt nữa. Có cái hoa này nó chơi Tết nữa cả nhà nhá. Quá xuất sắc mọi người nhìn mặt bồng nhá. Chơi luôn loại này cho nó máu nhá cả nhà nhá. Và bây giờ là nó đang nụ, đang hoa hết cả nhà nhá. Bây giờ là đa số này, bây giờ có em sẽ chọn cho mọi người những cái bông nó còn nụ nguyên vẹn để về mọi người chơi nhá cả nhà nhá. Rất mong là cô chú mọi người khi xem video của em Cường thì mọi người nhớ cho em Cường một nút like và luôn luôn ủng hộ kênh của em nhé cả nhà nhá. Nó là địa lan ruby. Ruby nhá cả nhà nhá. Nói chung mặt bông này thì quá đẹp rồi, không không có đâu để cái loại này không có nhiều. Hôm nay có 5 giò cho mọi người, còn đúng 5 giò cho mọi người nhé cả nhà nhá. Địa lan ruby. Rồi cái bông cái này thì để em để trưng ở chỗ bàn uống nước tại vì nó đang nở hoa rồi cả nhà nhá. Còn bắt đầu em chọn cho mọi người những cái giò mà nó còn nụ nó như thế này. Đấy, nụ như này nhé cả nhà nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Hai vòi nụ địa lan ruby hình số số nó để đâu nhỉ? Đây. Cầm sẵn lên đi. Hình số 39 địa lan ruby có hai vòi bông hoa, hai ngồng hoa như này cả nhà nhá. Hai ngồng hoa về đặt vào cái chậu sứ cho em cho nó xuất sắc đệt bàn uống nước nhá cả nhà nhá. Hình số 39 350.000. Hình số 39 350.000 nhá cả nhà nhá. Tiếp tục địa lan ruby. Ôi giời ơi, mặt bờ em cứ chọn cho mọi người những cái giò nó còn nụ như này nhé cả nhà nhá. Hình số 38 350.000, hình số 38 350.000 địa lan ruby nhé cả nhà nhá. Có 5 giò thôi. Hôm nay còn đúng 5 giò cho mọi người, không hơn và cũng không kém nhé cả nhà nhá. Địa lan ruby cũng hai vòi nụ đây cả nhà nhá. Hình số 37 cũng 350.000, hình số 37 350.000 địa lan ruby nhé cả nhà nhá. Hết rồi à? Trong này. Trong này quay chưa? Chưa. Quay rồi. Còn 3 giò. À còn 3 giò đấy. Đấy tính cả cái giò hoa là còn có 4 giò thôi. Một giò siêu phẩm đó là đùi gà tròn Lai Châu nhé cả nhà nhá. Đấy mọi người nhìn thân tơ thì mọi người biết rồi. Và bắt đầu em nói mọi người này. Đấy mọi người nhìn thấy lít nhít ở dưới chưa? Nó là em bắt đầu em cho nó đẻ lứa thứ hai rồi. Bắt đầu đến tầm tháng 4, tháng 5 nó cho hoa thì cái mầm gốc ở dưới nó lại nảy lên cái tầm như này nữa. Nó thành một cái giò vừa đẹp về hoa, vừa đẹp về thân lá nhá cả nhà nhá. Đùi gà tròn Lai Châu, hình số 7, 350.000, hình số 7, 350.000 nhá cả nhà nhá. Đùi gà tròn Lai Châu, thuần cực kỳ lâu rồi nhá. Duy nhất một giò, có duy nhất một giò nhá. Hôm nay toàn duy nhất một giò đâu. Hoàng thảo u lôi, hoàng thảo ngũ tinh. Cái này là tất thân tơ nhá. Đấy, thân tơ đấy. Đó, nó cho hoa vào đúng mùng 1 Tết nhé cả nhà nhá. Đùi gà hoàng thảo ú lồi, hoàng thảo ngũ tinh hình số 22, 250.000, hình số 22, 250.000 nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo ú lồi, hoàng thảo ngũ tinh. Hoàng thảo nghệ tâm thì những cái giò này là những cái cây nguyên bản em ghép vào như thế này cả nhà nhá. Hoàng thảo nghệ tâm hoa thì thơm ngát nó bằng ngón tay cá nhưng mà nó thơm cực kỳ luôn nhá. Hình số 3, 150.000, hình số 3, 150.000 hoàng thảo nghệ tâm nhé cả nhà nhá. Đẹp không tì vết, nói chung là mọi người cứ thế mà về chơi thôi cả nhà nhá. Dáng hương nuôi chồn, chồn Lai Châu nhá cả nhà nhá. Tay em Cường làm, tay em Cường chăm sóc. Em khẳng định mọi người giò này về chỉ việc treo lên mà chơi nhá. Chồn Lai Châu, hình số 18 200.000, hình số 18 200.000 nhá, chồn Lai Châu. Hoàng thảo kèn, hoàng thảo kèn em mời mọi người tại sao lại cứ phải không chơi hoàng thảo kèn này? Đây là một bức ảnh cách đây rơi vào tầm 3 năm nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo kèn đây. Em Cường lúc đấy rồi đây rồi cả nhà nhá. Nói chung là phải chơi kèn thì mới biết đúng chất của hàng hoa lan nhá. Hoàng thảo kèn có 1, 2, 3, 3 thân mập ú. Nói chung là bắt đầu là thắt ngọn để chuẩn bị ra hoa rồi cả nhà nhá. Hoàng thảo kèn hình số 10, 250.000, hình số 10, 250.000 hoàng thảo kèn nhé cả nhà nhá. Tiếp tục hoàng thảo kèn cũng 3 thân nhé cả nhà nhé. 250.000 thì số 12, 250.000. Mùa này thì tất cả mọi người nên mua lan. Tại sao? Vận chuyển cũng không bị nóng này. Hai là cây nó thắt ngọn rồi, về tỷ lệ nó bị hỏng cây không có luôn nhé cả nhà nhé. Hoàng thảo kèn hình số 11, 250.000. Hình số 11, 250.000 hoàng thảo kèn cũng 3 thân nhé cả nhà nhé. Tiếp tục hình số 9 cũng 250.000.
Hình số 9 hoàng thảo kèn 250.000 nhá cả nhà nhá. Đấy, mọi người để ý bây giờ bắt đầu là xuống lá này, xuống lá bắt đầu thân nó phình này, là để nó dưỡng chất ở cây ở thân này, bắt đầu nó ra hoa cả nhà nhá. Hai, có duy nhất một hài đuôi công, hài đuôi công của dân thuần, hình số 4, hình số 40 180.000, hình số 40 180.000 hài đuôi công nhá cả nhà nhá. Em nhắc mọi người một tí, nó vẫn là chè đội 2 nhé cả nhà. Chè đội 2 Lai Châu 160.000 một cân, mọi người mà mua rồi, bác nào uống hết rồi thì nhớ lại quay lại, nhớ đến em Cường nhá. Mật ong rừng thì vẫn là vậy, nguyên chất 100% rừng Lai Châu 400.000 một lít. Còn mùa này thì mỗi gia đình, mỗi mọi người hãy lấy một chai này về đặt ở trong nhà ấy. Nhiều khi đau nhức xương khớp, trái nắng trở trời thì mọi người xoa cho em rất là tác dụng. Đó, 100.000 một chai rượu xoa bóp bọ cạp nhé cả nhà nhá. Măng rừng. Ui giời, cái này thì không phải nói nhá. 180.000 năm lạng nhé cả nhà nhá. Đó. Còn cả sâu răng nữa. Đấy, em chỉ nhắc lại mấy cái dòng đặc sản của Lai Châu nhá. Đây, có bác nào có mặt bông này chưa? Mọi người nhận ra loại gì chưa? Nếu mà nhìn thân thì mọi người biết luôn. Biết luôn. Nó là trúc Phật Bà nhé cả nhà nhá. Cái loại này thì ít người có thôi, em phải khẳng định luôn nhé cả nhà nhá. Trúc Phật Bà hình số 1 200.000, hình số 1 200.000 xuống lá hết rồi. Những cái thân này là những cái thân ra hoa năm nay, bắt đầu ra hoa năm nay nhé cả nhà nhá. Trúc Phật Bà hình số 1 200.000, hình số 1 200.000. Có 3 giò thôi. 2 giò thôi. Trúc Phật Bà hình số 2 cũng 200.000, hình số 2 200.000 trúc Phật Bà nhá. Duy nhất có 2 giò thôi. Hoàng thảo Long Tu Xuân. Trời ơi, đẹp nhá. Giá hoa đúng Tết nhá. Hình số 5 205.000, hình số 5 205.000 Long Tu Xuân nhé cả nhà nhá. Long Tu Di Linh hình số 6 305.000, hình số 6 305.000 một cái giò này 305.000 cả nhà nhá. Em làm kiểu ảnh nào. Đấy. Duy nhất một giò. Duy nhất một giò hạt vĩ Đà Lạt, hoa thằng này thì cho hoa vào đúng ngày Tết này, hai là sai hoa từ gốc đến ngọn luôn, riêng thằng này không có ai có luôn cả nhà nhá. Hạt vĩ Đà Lạt hình số 13 300.000, hình số 13 300.000 hạt vĩ Đà Lạt nhé cả nhà nhá, tuyệt vời. Long Tu Xuân hình số 4 230.000, hình số 4 230.000, những loại Long Tu Xuân này thì cho hoa vào đúng ngày Tết nhé cả nhà nhá. Hạt vĩ Lai Châu dân thuần hình số 15 200.000, hình số 15 200.000 như một bức rèm luôn, như một bức rèm, và bây giờ nó cũng xuống lá như thế này. Đấy, cây lan bây giờ mọi người mua lan là đúng này. Đấy. Nó xuống lá thì về mọi người cứ chỉ chờ về ngắm hoa thôi cả nhà nhá. Hải cốc si mặt bông đây, chơi đôi 3 tháng nhá cả nhà nhá, tuyệt vời. Hình số 4 200.000, hình số 4 200.000 cũng một giò thôi cả nhà nhá. Hai đỏ. Hai đỏ hình số 17, hình số 17 300.000 và đang có một nụ đây cả nhà nhé, đang có một nụ đây. Tí em cho mọi người ngắm mặt bông. Thằng này cũng rất là độc lạ và có mấy em Cường là bán được cả nhà nhá. Có duy nhất em Cường bán thôi. Thằng này nụ cũng có rồi nhưng nó bên trong nhá cả nhà nhá. Hai đỏ hình số 16, cái loại này lá nhăn nhá. Hai đỏ nhưng mà thuộc dòng lá nhăn là 305.000, hình số 16 305.000 hai đỏ nhá. Em mời mọi người ngắm mặt bông. Trời, loại này thì độc lạ dị, nói chung là của gọi là của hiếm của quý rồi. Chỉ cần một bông này mà nở thì đặt lên bàn uống nước thì ai cũng phải nức khen nhé cả nhà nhá. Đấy là mặt bông của hai đỏ cả nhà nhá. Hình số 21 nó là thằng tự dưng quên tên nhỉ? Hoàng Phi Hạc nhé cả nhà nhá. 200.000 hình số 21 200.000 Hoàng Phi Hạc nhé cả nhà nhá. Có duy nhất một giò thôi. Kiều vàng Lai Châu của người chơi người ta thuần, về vất mưa vất nắng cho em. Những cái giò này em bảo với mọi người là nên mua, phải mua nếu mà đã thích dòng kiều vàng nhá. Hình số 26 205.000, hình số 26 205.000 kiều vàng Lai Châu nhé cả nhà nhá. Hình số 24 cũng 205.000 kiều vàng Lai Châu, hình số 24 kiều vàng Lai Châu, đẹp không phải nghi nhé cả nhà nhá. Kiều vàng Lai Châu hình số 25 cũng 205.000, hình số 25 205.000 kiều vàng Lai Châu nhá. Nên mua. Tiếp tục, kiều vàng Lai Châu hình số 23 205.000, hình số 23 205.000 kiều vàng Lai Châu, đẹp không tì vết nhé cả nhà nhá. Cáo, cáo xịn sò Lai Châu
Quá tuyệt vời. Thuần rất lâu rồi cả nhà nhá. Hình số 220.000, hình số 220.000 cáo Lai Châu. Hình số 19.220.000 cáo xịn sò Lai Châu nhá cả nhà nhá. Tuyệt vời. Những cái giò này thì không có mới nữa cả nhà nhá. Thuần rất lâu rồi cả nhà. Cáo Lai Châu, hình số 18.220.000, hình số 18.220.000 cáo xịn sò Lai Châu nhá cả nhà nhá. Thuần đây mọi người nhìn bộ rễ là mọi người biết rồi. Mặt bông thì thôi rồi. Thơm. Nó quá thơm chứ không phải thơm vừa đâu nhé cả nhà nhé. Đây mặt bông chính diện của nó đây. Nó là cái gì nhỉ? Vũ nữ ca mập. Duy nhất chỗ nào chỗ đấy đều có nụ để cho mọi người chơi. Hình số 24 220.000, hình số 24 220.000. Thằng này thì vẫn còn hai vòi nữa nhá. Hai vòi nữa. Đấy, có nghĩa tổng thằng này có ba vòi nhưng một vòi nó nở hoa rồi. Chơi được cực kỳ lâu nhé cả nhà nhá. Hình số 29 vũ nữ ca mập. Rồi, nụ đây. Cũng 220.000, hình số 29 220.000 vũ nữ ca mập. Về cho sang chậu đẹp cho em nhé cả nhà nhé. Vũ nữ ca mập, hình số hình không số à? Hình không số cũng hai vòi. Hình số 31, hình số 31 cũng 220.000 nhé cả nhà nhé. Vũ nữ ca mập nha. Nụ đẹp tuyệt vời. Thơm, hình số 28 220.000. Vũ nữ ca mập nha. Nụ như cả nhà nhé. Tuyệt vời. Tiếp tục vũ nữ ca mập cũng hai vòi hoa, hình số 30 cũng 220.000, hình số 30 220.000 cả nhà nhá. Hai vòi hoa. Toàn bộ là hai vòi hoa hết. Hình số 27, nếu mà bác nào chơi giò to thì mua tầm đôi chậu, mọi người đặt vào thành một cái chậu to nhá. Hai vòi hoa như là hình số 27 220.000. Vương miện rồng xanh cũng hai vòi hoa. Hai vòi hoa như này cả nhà nhá. Lộc lá cho mọi người, lá kẻ phát tài, mang lộc, mang tài, mang bình an đến gia đình nhá. Hình số 36 305.000, hình số 36 305.000. Vũ nước vương miện rồng xanh cũng hai vòi hoa nhá cả nhà nhá. Mua cái này thì nó rất nhiều ý nghĩa cả nhà, tại vì sao? Nó là lá kẻ phát tài, vừa có hoa vừa có ý nghĩa là mang tài, mang lộc, mang bình an đến gia đình nhá. Hình số 32 cũng 305.000, hình số 32 305.000 vương miện rồng xanh. Hình số 33 cũng 305.000 vương miện rồng xanh nhé cả nhà nhá. Đầy ý nghĩa, về đặt bàn uống nước thì thôi, không phải nghĩ nhá. Vương miện rồng xanh, hình số 34 305.000, hình số 34 305.000 vương miện rồng xanh cũng hai vòi hoa nhé cả nhà nhá. Tiếp tục vương miện rồng xanh, hình số 35 cũng 305.000, hình số 35 305.000, mọi người cứ cân đối, mọi người đặt bàn uống nước cho em thì lộc lá thôi rồi nhá. Còn thằng này còn đặc biệt hơn nữa, nó là tiểu tiểu kim long. Hình số 43 300.000, mang tài, mang lộc, mang bình an, đặt ở bàn uống nước, đặt ở phòng khách, đặt ở nơi làm việc, đặt ở phòng bàn làm việc như cả nhà nha. Mang tài, mang lộc, mang bình an đến mọi người. Hình số 43 300.000. Tiểu kim long hình số 45 cũng 300.000, hình số 45 300.000, nhìn cái bộ lá phê không cả nhà? Quá phê nhá. Thằng này cho hoa vào đúng mùng 1 Tết nhé cả nhà nhá. Cho hoa vào đúng mùng 1 Tết. Hình số 44 tiểu kim long 300.000, hình số 44 tiểu kim long 300.000 nhé cả nhà nhá. Hình không số tiểu kim long cũng 300.000 nhé cả nhà nhá. Hình không số 300.000. Giò cuối cùng nhé cả nhà nhá, hình số 42 300.000 tiểu kim long. Rồi, em cảm ơn cả nhà, cảm ơn toàn thể cô chú đã theo dõi video. Ngày nào cũng thế, giờ nào cũng thế, đúng 7 rưỡi là chúng em lại lên phục vụ mọi người. Rất mong là cô chú mọi người dành thời gian và luôn ủng hộ kênh của em Lê Tiến Cường nhé. Em xin chào cả nhà.